Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cập nhật giá vàng 26 tháng 7, vàng nhẫn quay ngoắt giảm mạnh 250.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Trong khi giá vàng miếng được duy trì ổn định, giá vàng nhẫn trong nước được điều chỉnh giảm. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Ghi nhận từ báo Quân đội Nhân dân, vàng miếng đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra mức 79,5 triệu đồng một lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì giá bán vàng miếng ở mốc này. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn Doji, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mốc 77,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 được điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều xuống lần lượt 75,55 triệu đồng một lượng mua vào và 76,95 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn 4 số 9 thương hiệu Doji thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang mua vào bán ra mức 75,75 và 77 triệu đồng một lượng, giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG đang là 75,75 triệu đồng một lượng mua vào và 77,02 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua và 190.000 đồng chiều bán. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt 75,73 triệu đồng một lượng mua vào và 77,03 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 75,75 triệu đồng một lượng và bán ra mức 77,05 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 30,3 đô la Mỹ xuống 2.364,4 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.364,4 đô la Mỹ một ounce, giảm 33,2 đô la Mỹ so với rạng sáng qua. Giá vàng lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần do chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng giá gần đây của kim loại quý này. Trong khi đó, thị trường vẫn đang chờ đợi dữ liệu để tìm kiếm động lực mới. Giám đốc đầu tư David Magruder của High Ridge Futures cho rằng sự kết hợp giữa thanh lý dài hạn và chốt lời từ những đợt tăng giá gần đây đã làm gia tăng áp lực bán trên thị trường vàng. Tuần trước, vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.483,6 đô la Mỹ một ounce, khi giới đầu tư ngày càng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Kỳ vọng xoay trục chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 7 cũng tăng lên. Trong bài viết mới đây trên Bloomberg, cựu chủ tịch Fed New York Bill Dudley đã trích dẫn dữ liệu việc làm và cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới. Tuy nhiên, hy vọng vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tuần tới đã tiêu tan sau báo cáo tăng trưởng quý 2 của Mỹ. Theo đó, báo cáo cho thấy mức tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, mạnh hơn nhiều so với mức dự báo tăng 2,1% của giới chuyên môn. Bên cạnh đó, lo ngại về nhu cầu kim loại toàn cầu sẽ giảm cũng tác động đến hướng đi của kim loại quý này. Theo đó, ngày càng có nhiều lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang suy yếu khi mới đây nhất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay một năm 0,2% xuống còn 2,3% chỉ vài ngày sau khi cắt giảm một lãi suất ngắn hạn quan trọng khác. Mặc dù đang chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia vẫn duy trì sự lạc quan với kim loại quý này trong trung và dài hạn. Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia phân tích hàng hóa của Stockton Financial cho rằng việc vàng tăng cao lên các mốc mới chỉ là vấn đề thời gian với dự báo kim loại quý này có thể chạm mốc 2.500 đô la Mỹ một ounce vào cuối quý 3. Các chuyên gia của công ty này cho rằng triển vọng về vàng vẫn tích cực khi kim loại quý này đang được hỗ trợ bởi nhu cầu vật chất và hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng với việc lạm phát giảm và biến động thị trường gia tăng. Đặc biệt, yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá kim loại quý trong thời gian tới vẫn là kỳ vọng vững chắc về hành động cắt giảm lãi suất của Fed. Với giá vàng trong nước ổn định
và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.364,4 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 72,6 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 6,9 triệu đồng một lượng. Vàng châu Á bật tăng sau quyết định của ông Joe Biden không tham gia bầu cử. Giá vàng châu Á nhích nhẹ trong phiên ngày 22 tháng 7 do đồng đô la Mỹ sụt giảm sau quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden, khi các nhà đầu tư tìm kiếm vàng như là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường và chính trị bất ổn, ghi nhận từ báo tin tức. Vàng vững giá. Trong phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.405,40 đô la Mỹ một ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 2.407,20 đô la Mỹ một ounce. Theo nhà phân tích thị trường tài chính Kelly Roda tại Capital.com, khả năng cắt giảm lãi suất và tình trạng bất ổn chính trị tại Mỹ đang hỗ trợ giá vàng, và các điều kiện hiện tại đang ủng hộ vàng thiết lập mức cao kỷ lục mới trước cuối năm 2024. Đồng đô la Mỹ giảm giá nhẹ khi phản ứng ban đầu đối với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút không tái tranh cử, dọn đường cho một ứng cử viên dân chủ khác đối đầu với ông Donald Trump, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn cho những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Giá vàng đã chạm mức kỷ lục là 2.483,60 đô la Mỹ một ounce trong tuần trước do khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ cao hơn trong năm nay. Theo CME Fed Watch Tool, thị trường dự đoán 97% khả năng cắt giảm vào tháng 9 tới. Thị trường đang hướng sự chú ý đến số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ công bố ngày 26 tháng 7 và các dữ liệu khác bao gồm chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI toàn cầu tháng 7 năm 2024, GDP quý 2 năm 2024 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 29,11 đô la Mỹ một ounce. Giá bạch kim giảm 0,3% xuống 959,99 đô la Mỹ một ounce. Còn giá palladium tăng 1,1% lên 916,18 đô la Mỹ một ounce. Thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78,50 đến 80 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chứng khoán châu Á phần lớn giảm. Các thị trường chứng khoán châu Á phản ứng khá trái chiều với quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống của ông Joe Biden, làm dấy lên bất ổn mới. Trong khi đó, các nhà giao dịch phớt lờ quyết định cắt giảm lãi suất của Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2% xuống 39,599 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,6% xuống 2.964,22 điểm. Còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,3% lên 17.635,88 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ Trung Quốc. Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Mumbai, Wellington và Manila cũng trong xu hướng giảm. Sau sự kiện, ứng viên Tổng thống Donald Trump bị ám sát bất thành hồi tuần trước và cuộc họp của Đảng Cộng Hòa sắp tới, ngày càng nhiều đồn đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Bên cạnh đó, thông tin ông Biden sẽ rút khỏi cuộc tranh cử khiến các nhà giao dịch băn khoăn không biết ai sẽ đối đầu với ông Trump. Người mà được mong đợi khi chiến thắng sẽ giúp nâng giá cổ phiếu và đồng đô la Mỹ nhờ kỳ vọng về việc cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định. Các nhà phân tích cho rằng các thị trường có thể sẽ biến động trong ngắn hạn. Tại Việt Nam, chỉ số VN Index giảm 10,14 điểm, 0,80% xuống 1.254,64 điểm. Còn chỉ số NHX Index giảm 2,14 điểm, 0,89% xuống 238,38 điểm. Giá dầu tăng giữa lúc các nhà đầu tư mong chờ Fed hạ lãi suất. Giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 22 tháng 7,
trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm thêm dấu hiệu cho thấy Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Khoảng 13 giờ 51 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc đã tăng 32 xu 0,39% lên 82,95 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ, WTI, tăng 34 xu 0,42% lên 80,47 đô la Mỹ một thùng. Theo ANZ Research, kể từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC hồi tháng 6 năm 2024, số liệu lạm phát và thị trường lao động cho thấy tình trạng giảm phát và tái cân bằng thị trường lao động đang diễn ra. Điều này được cho là sẽ cho phép Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất vào tháng 9. Fed sẽ họp để đánh giá lại chính sách lãi suất vào ngày 30 và 31 tháng 7 tới, thời điểm mà các nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy việc cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra tại cuộc họp vào tháng 9 năm 2024. Thông tin về việc Tổng thống Joe Biden quyết định từ bỏ việc tái tranh cử không phải là yếu tố chính đối với thị trường dầu. Ông Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên đối đầu với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Ông Suro Saka, trưởng nhóm ngành năng lượng tại ngân hàng DBS, nhận định điều có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu tại Mỹ đó là trường hợp ông Trump tái đắc cử do lập trường chống xe điện của ông này. Trong khi đó, nhà phân tích thị trường Tony Scarmore tại IG cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng có thể phần nào hỗ trợ thị trường. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm hơn dự kiến ở mức 4,7% trong quý 2 năm 2024 đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu mỏ của nước này trong tuần trước và tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả. Ngày 22 tháng 7, Trung Quốc đã khiến thị trường bất ngờ khi hạ lãi suất ngắn hạn chủ chốt và lãi suất cho vay chuẩn để thúc đẩy nền kinh tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.